Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Sau một ngày làm việc tràn đầy căng thẳng, thì chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái khi đón xem những video của chúng tôi. Còn bây giờ là những tin chính có trong chương trình. Hơn 70 con cá sấu sổng chuồng vì lũ lụt ở Trung Quốc. Giới chức một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 12 tháng 9 đã phát động chiến dịch lùng bắt hơn 70 con cá sấu trốn thoát khỏi một trang trại sau lũ lụt. Theo CNN, số cá sấu này vốn được nuôi tại một trang trại ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, nhưng trận lụt gần đây đã khiến một hồ nước địa phương tràn bờ, tạo điều kiện để đàn cá sấu trốn thoát. Tổng cộng 69 con cá sấu trưởng thành và 6 con cá sấu non đã xuất hiện gần làng Pengkun. Tờ Beijing News cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để vây bắt những con cá sấu mất tích bằng thiết bị phát hiện sóng siêu âm. Tuy nhiên, độ sâu ở khu vực bị ngập đã khiến hoạt động vây bắt gặp khó khăn, buộc chính quyền địa phương phải kêu gọi người dân không rời khỏi nhà. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một số con cá sấu ẩn nấp sau một biển báo gần con đường có vẻ như bị ngập hoàn toàn. Một số con cá sấu bị bắt và đưa trở lại đất liền, mõm và tay chân bị trói để hạn chế di chuyển. Quảng Đông là địa điểm tập trung nhiều trang trại cá sấu do khí hậu tương đối ấm áp. Miền Nam Trung Quốc và Hồng Kông đã phải hứng chịu những trận mưa như chút nước sau khi cơn bão Hai quét qua khu vực này vào tuần trước. Mưa lớn đã gây ra hơn 100 vụ lở đất, khiến khoảng 1.360 người dân mắc kẹt trong nước lũ và khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Bão Hai tấn công Đông Nam Trung Quốc, bão Hai gây ngập lụt, buộc các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến dừng tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và sơ tán dân. Các nhà khí tượng học ngày 6 tháng 9 cho hay lượng mưa do bão Hai chút xuống thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, qua đêm là mức cao nhất trong 12 năm qua, 49 hồ chứa đã vượt mức nước cho phép. Truyền thông Trung Quốc đưa tin lượng mưa trong bão Hai tác động nghiêm trọng hơn do Suri, cơn bão quét qua tỉnh Phúc Kiến cuối tháng 7 gây lũ lụt và thiệt hại kinh tế hơn 2 tỷ USD. Thành phố Phúc Châu đóng cửa các tuyến tàu điện ngầm, hoãn tàu đường sắt, đóng cửa trường học vào ngày thứ hai liên tục. Hơn 36.000 người phải sơ tán tại 6 thành phố khố khác, trong đó có Phủ Điền và Tuyền Châu. Chính quyền phát cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khu vực Trung và Nam tỉnh Phúc Kiến dự kiến tiếp tục có mưa tới mùng 7 tháng 9. Tại sao thành phố Sốp ở Trung Quốc không thể ngăn ngập lụt? Thành phố Sốp được thiết kế với kỳ vọng ngăn ngập lụt nhưng do chỉ chịu được nhiều nhất 200mm nước mưa ngày nên không thể đối phó với lượng mưa bão kỷ lục. Trung Quốc trải qua những trận lụt nghiêm trọng trong vài tuần gần đây, khiến các thành phố ngập nước, nhiều người tử vong và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Tình trạng này dấy lên thắc mắc về tính hiệu quả của sáng kiến thành phố Sốp năm 2015 nhằm giảm nguy cơ ngập lụt đô thị. Theo Reuters, sáng kiến trên hướng tới tăng khả năng chống ngập ở các thành phố lớn và tận dụng nước mưa tốt hơn thông qua những điều chỉnh về kiến trúc, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, nhưng nhiều thành phố vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Chỉ riêng trong tháng 7, lũ lụt và những thảm họa địa chất liên quan khiến 142 người chết và mất tích, phá hủy 2.300 ngôi nhà và trực tiếp gây thiệt hại kinh tế tới 2,19 tỷ USD. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết hôm 7 tháng 8. Từ lâu Trung Quốc đã tìm kiếm giải pháp cải thiện cách ứng phó thời tiết cực đoan, giúp những thành phố đông dân ít chịu tác động từ lũ lụt và hạn hán hơn. Sáng kiến thành phố Sốp được thiết kế để tận dụng tốt hơn các giải pháp dựa trên tự nhiên, qua đó phân bố nước hợp lý, đồng thời cải thiện lưu trữ và cấp thoát nước. Giải pháp trong sáng kiến thành phố Sốp bao gồm sử dụng nhựa đường thấm nước, xây dựng kênh đào và ao hồ mới, cải tạo đầm lầy, không chỉ giải phóng nước tù đọng mà còn thay đổi môi trường đô thị. Quá trình đô thị hóa quá nhanh bao vây nhiều vùng đất rộng lớn trong lớp bê tông không thấm nước, nằm dọc bờ những con sông lớn vốn đóng vai trò như bãi bồi, do đầm lầy bị lấp và không có chỗ cho nước dư thừa lắng xuống, tình trạng ngập lụt trở nên phổ biến. Theo dữ liệu năm 2018, 641 trong số 654 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc dễ chịu tác động từ lũ lụt và ngập úng. 180 thành phố đối mặt nguy cơ ngập lụt mỗi năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều sáng kiến thí điểm ở địa phương gần đây có ảnh hưởng tích cực. Những dự án như phủ cây xanh trên mái nhà và vườn mưa giúp giảm dòng chảy bề mặt. Tuy nhiên, việc áp dụng sáng kiến trên đồng đều. Tổng cộng 30 thành phố Sốp thí điểm được lựa chọn năm 2015 và 2016. Năm ngoái, chỉ có 64 trong 654 thành phố của Trung Quốc đưa ra điều luật áp dụng những nguyên tắc của thành phố Sốp. Theo các nhà nghiên cứu, cho tới nay chính quyền ít chú tâm xây dựng thành phố Sốp. Họ kêu gọi nhà chức trách ban hành luật trên toàn quốc càng sớm càng tốt. Ngay cả khi các biện pháp xây thành phố Sốp được áp dụng đầy đủ, chúng cũng không thể ngăn chặn thiên tai năm nay. Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam là một trong những nơi tiên phong tích cực xây dựng thành phố Sốp, phân bổ gần 8,3 tỷ USD cho chương trình từ năm 2016 đến 2021. Nhưng Trịnh Châu vẫn không thể đối phó với lượng mưa lớn nhất trong lịch sử năm 2021. Các chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng thành phố Sốp chỉ có thể giải quyết nhiều nhất là 200mm nước mưa mỗi ngày. Ở đỉnh đợt mưa bão chút xuống Bắc Kinh cuối tháng 7, lượng mưa ở một trạm khí tượng lên tới 745mm trong 3,5 ngày.
Hồi tháng 7 năm 2021, Trịnh Châu trải qua lượng mưa hơn 200mm chỉ trong 1 giờ. Nhà chức trách cũng đang cân nhắc yếu tố biến đổi khí hậu. Mưa lớn năm nay xảy ra với các thành phố vốn khô hạn ở miền Bắc, nơi phát triển thành phố sốt kém tiên tiến hơn. 16 người chết do lũ quét ở Trung Quốc, ít nhất 16 người chết và 36 người mất tích sau trận mưa lớn bất ngờ gây lũ quét ở khu dân cư tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Các quan chức phản ứng khẩn cấp hôm nay mô tả trận lũ quét ở huyện Đại Đồng, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đêm ngày 17 tháng 8 là trận lũ núi, lũ lụt như vậy thường là kết quả của những trận mưa lớn ở các khu vực miền núi. Nước chảy xuống từ núi có thể biến rãnh nước hoặc con suối thành những dòng sông hung hãn. Tính đến trưa ngày 18 tháng 9, 16 người đã thiệt mạng và 36 người mất tích. Đài truyền hình CCTV đưa tin thêm rằng công tác cứu hộ đang được tiến hành. Một trụ sở đã được lập ở khu vực xảy ra lũ quét để ứng phó khẩn cấp. Thảm họa ảnh hưởng đến hơn 6.200 người tại 6 ngôi làng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 người mất tích và đang tìm kiếm những người khác. Trung Quốc đang phải đối mặt với cả mưa lớn, lũ lụt và nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán tại các khu vực khác nhau trên cả nước trong mùa hè này. Truyền thông Trung Quốc mô tả nắng nóng và hạn hán năm nay tồi tệ nhất kể từ khi số liệu được ghi lại cách đây 60 năm. 7 người đã chết cuối tuần trước do một trận lũ quét ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ở những nơi khác của Tứ Xuyên và các tỉnh khác. Mùa màng đang héo úa và các nhà máy phải đóng cửa do hạn hán dẫn đến thiếu nguồn điện. Các nhà khoa học cho biết thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới đã trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và có thể sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhiệt độ tăng lên. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc vào tháng 6 đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản và gây thiệt hại ước tính 250 triệu USD. Lũ quét tấn công hai tỉnh Trung Quốc, 12 người chết. Mưa lớn gây lũ quét ở hai tỉnh Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 12 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán. Ít nhất 6 người đã chết và 12 người khác mất tích tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Sau khi mưa xối xả gây ra lũ quét, CGTN hôm 17 tháng 9 đưa tin, trước đó một ngày, khoảng 1.300 người đã được sơ tán. Thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc cũng ghi nhận 6 người thiệt mạng vì mưa lũ và 3.000 người phải sơ tán, theo đài truyền hình Trung ương CCTV. Lượng mưa trong 1,5 ngày ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là 98,9mm, gần gấp đôi mức trung bình của tháng 9. Đợt mưa lớn, lũ quét xảy ra sau khi các khu vực khác ở Trung Quốc như tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải vừa trải qua đợt nắng nóng với mức nhiệt lên tới 42 độ C hồi tuần trước. Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu. Đợt lũ lụt này có thể làm tồi tệ thêm tình hình kinh tế Trung Quốc, vốn chịu ảnh hưởng từ các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt. Hồi tháng 7 năm 2021, hàng trăm người đã thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, thành phố 10 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Khu vực Tây Nam châu Âu đang trải qua đợt sóng nhiệt tồi tệ, khiến cháy rừng hoành hành trên diện tích hàng chục nghìn ha trong tuần này. Mưa lũ càn quét, 10 người Trung Quốc thiệt mạng đợt mưa xối xả chút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Gây lũ lớn khiến ít nhất 10 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết, tính đến ngày 8 tháng 6, 10 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay, đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Xinhua cho biết thêm, theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình. Đặc biệt, từ ngày 28 tháng 5, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu USD. Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong đó, thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời bù đắp. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.